đổ hết mẹ đâu, uống hết đâu. Lấy cái ly, 6 đứa, 6 miếng. Nó, ủa? Ngồi thẳng dãy vào. Ủa, của ai đấy? Đây ăn xịt đây. Cái này để múc cái này nè. Ông mày sắp cho nó gọn vào đi tí, sắp cho cái thằng này nó ngồi cho nó gọn một hàng đấy. Sắp cái ghế ngồi đều à. Ngồi đều à, ngồi ghế xếp bằng à. Ăn gì? Cơm à?
cơm mà bà kia. Con đúc cái hai đứa nó. Cơm còn đầy nhá, lấy cái khoan này mà. Mày cứ phục vụ hai đứa nhỏ đây. Còn ba đứa này không phải phục vụ. Ba đứa này lấy được vợ rồi phục vụ. Cầm tay đi, lấy thịt cầm tay. Cơm còn đầy nhá con. Cơm canh còn nhiều lắm. Bây giờ tận nơi cho hai bà rồi, xong rồi còn tép này, tóc mỡ này, canh này, đấy, nước ngọt này, ăn uống sướng đấy. Tôi với bà phụ bọn nó xong rồi già nó nuôi tôi bà. Phục vụ đã cắt đại ca. Già cắt đại ca nó nuôi mình. Xin mọi người đồng hành và ủng hộ mái ấm hoa hồng của mẹ đơn thân Giáp Thị Sông Hương. Địa chỉ L52 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Giáp Thị Sông Hương, số tài khoản 0600558219, ngân hàng Sacombank. Con kia của anh. Con nói gì? Ăn cơm nữa. Ăn cơm nữa kêu bà béo. Kêu bà béo hoặc kêu chú tí. Hết rồi à. Nhà nghèo không có ăn khỏe này. Nhà nghèo mà ăn khỏe này. Cô quý thôi em ơi. Nó không ăn nhiều đâu, quý thôi. Nói vậy chứ nó ăn chén thứ hai là nó chán rồi. Này chú tí này, chú tí. Chưa. Ăn cơm này, cá này, tép này, canh này, nước ngọt này. Vừa tắm xong đầu áo kìa. Mẹ Hương nấu cơm ngon không? Ngon. Yêu mẹ Hương không? Mày yêu mẹ Hương không? Mẹ Hương là số mấy? Số mấy? Số 1. Để canh cho cô Sương một ít nha. Còn ăn hết đi. Còn mỗi cô Sương á, để cô Sương cho canh. Còn cơm con. Cơm canh còn ở dưới. Hả? Đây là bọn con này chỉ uống sữa này. Ta ở nhà ta lo chú đáo cả nhà ăn cơm bọn đầy đủ. Ta đi vắng là khổ chứ mày. Chiều mẹ cho ăn canh nữa. Nấu bữa nào ăn bữa đó. Xin mọi người đồng hành ủng hộ giúp đỡ các con trẻ bị bỏ rơi trong mùa dịch Covid. Mẹ cháu chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Cái miệng mày ba. Ai em sơ sinh đây? Mấy em kia đứa ngủ thức. Thằng béo rồi.